Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Ngay Nhìn Việt Nam. Hiện tại thì mình đang có mặt tại buổi trải nghiệm Google Assistant trên những mẫu TV của Sony. Thì tính tới thời điểm này, Sony cũng đã có khá nhiều mẫu TV hỗ trợ Google Assistant, nhưng mà hôm nay thì Sony sẽ mang đến hai cái mẫu TV hỗ trợ đặc biệt cho tính năng này. Đấy là mẫu Bravia A9G và chúng ta sẽ có mẫu Bravia X9500G. Với hai mẫu này thì nó có gì đặc biệt so với những mẫu TV khác? Đấy chính là ở đây nó sẽ có thêm hai mic để hỗ trợ cho các bạn sử dụng trong cái chế độ standby của TV. Tức là trong cái trường hợp mà TV tắt màn hình đi thì các bạn vẫn có thể là sử dụng giọng nói để có thể bật nó lên, hoặc là sử dụng nó để điều khiển tất cả các thiết bị khác trong nhà, giống như kiểu là cái Google Home á. Thì bây giờ mình sẽ demo thử cho các bạn. Nhưng mà trên kia cũng có một TV, không biết là mình điều khiển ở đây nó tắt TV trên kia hay không. Và đây thì các bạn sẽ thấy mình đã tắt màn hình TV đi rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng giọng nói để mình bật cái đèn này lên. Do TV này như ban đầu mình đã nói thì nó sẽ được hỗ trợ hai mic ở đây, nên là chúng ta sẽ có thể sử dụng giọng nói để điều khiển nó trong cái trường hợp mà TV tắt. Còn với những mẫu TV khác ngoài hai cái mẫu TV mà mình đã nói thì nó sẽ không thể làm được điều này, mà chúng ta sẽ phải bắt buộc có điều khiển. Và tất nhiên trong trường hợp đấy thì TV cũng sẽ phải bật. Ok Google, bật đèn. Các bạn thấy rồi đấy, mình không cần phải bật TV lên thì nó vẫn bật đèn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chính cái TV này để bật đèn lên, bật chính nó lên. Ok Google, bật TV. Các bạn thấy không ạ? Mình có thể sử dụng giọng nói để bật nó lên trong trường hợp nó đang tắt, chính bản thân nó đang tắt. Đây là một trong những thứ mà mình cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là hay trên cái mẫu TV của Sony. Ngoài ra thì với những mẫu TV hỗ trợ Google Assistant, chúng ta cũng sẽ có thêm một cái điều khiển rất là hay. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái nút để có thể điều khiển bằng giọng nói. Các bạn sẽ nhấn vào đây, sau đó các bạn sẽ đưa lên miệng và các bạn sẽ ra lệnh cho nó. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ, nãy giờ mình nói nó vào đây hết rồi, các bạn sẽ đưa lên miệng và các bạn sẽ trả lại nó. Ví dụ ở đây mình nãy giờ nó vào đây hết rồi, rất là hay đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ ra một lệnh bất kỳ ở đây ạ. Chuyển đèn sang màu đỏ. Nó lại tìm trên YouTube. Bây giờ thì mình sẽ ra lệnh này, chắc chắn sẽ sang này. Bật đèn màu đỏ. Đó, các bạn sẽ thấy. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng TV, chiếc TV này để có thể điều khiển cái quạt này. Bây giờ thì nó đang hoạt động, mình sẽ chuyển về cái trạng thái mà nó không hoạt động. Tắt quạt đen. Tắt quạt đen. Tắt quạt đen. Đó, các bạn thấy ạ. Và nếu những bạn nào mà đang thắc mắc tại sao quạt này màu trắng mà đặt tên nó là quạt đen thì chắc chắn là chủ nhân thích cái màu đen nhưng mà không mua được quạt đen, nên là mua quạt trắng về và đặt tên nó là quạt đen thế thôi. Và như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một mẫu TV mà chúng ta có thể làm được nhiều hơn một chiếc TV bình thường. Các bạn có thể sử dụng nó để có thể xem những video YouTube, nhưng mà ngoài ra thì bạn có thể sử dụng nó để điều khiển tất cả các thiết bị ở trong nhà, miễn sao nó là thiết bị thông minh và có kết nối Wi-Fi là các bạn có thể điều khiển thông qua Google Assistant trên mẫu TV này được rồi. Và trên đấy là chia sẻ của mình và cũng như là những trải nghiệm của mình về mẫu TV có hỗ trợ Google Assistant của Sony. Các bạn thấy sao về mẫu TV này và cũng như là cái tính năng trên TV này? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy click đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.